Ý tôi muốn nói đến đó là những phế phẩm từ gỗ. Thú vị đó, cậu cứ trình bày tiếp đi. Không, tôi sẽ gửi bà đề án này của tôi. Và việc tôi bán đề án này hoàn toàn không liên quan tới việc tôi tới đây xin việc. Đây là cái máy mà cháu sẽ dùng để tác nghiệp, nên để cho mọi người thấy nó đã quen với cháu và trở thành một nhà báo chuyên nghiệp. Ngoài những hình ảnh, những nhân vật tham dự đám ma Phùng Minh thì mình cần phải lưu ý thêm điều gì nữa? Khỏi cần phải đếm, không thiếu của chủ mày một cách đâu. Xong việc rồi mày định làm gì? Thì qua nhà con bộ cho nó ít tiền, rồi kiếm việc gì làm tiếp. Nếu tao đề nghị mày làm việc cho tao thì sao? Việc gì? Ở đâu? Biên giới. Cháu là nhà báo ở đâu vậy? Dạ, cháu là phóng viên của tòa soạn sự thật.